Ok, xin chào mọi người nha. Chào mừng đến với Bring the Hit tuần 6. Nghĩa là có phải còn mấy ngày thì mọi người biết mà. 60 ngày đúng không? 35 cộng với không 36 ngày rồi đấy. 50 ngày thôi. Nghĩa khoảng 2 tuần nữa là cái Bring the Hit này sẽ hết. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem bản đồ mới sẽ là gì đây. Pagani Hoirar Special Event. Kể tôi chịu nhá, bởi vì không có Ben Lee xong không chơi được. Không chơi được vì không có Ben Lee. Cực kỳ là hết đường để chơi rồi. Đâu Legendary Shop đâu? Đây. Lấy đúng con Nissan Leaf này. Và lấy thêm thẻ Grand Sport. Còn 13 thẻ nữa là chúng ta sẽ được thưởng thức một con Max sao như này. Tiếp theo, ta đã có một cái Grand Pit mới. Fairy Special Event Apota đã hết rồi đấy. Không vào nữa rồi. Không vào nữa. Bây giờ chỉ có cách là đợi người xem. Bây giờ đang còn 14 ngày thôi. Bring the Hit còn 13 ngày. Cùng nhau xem có gì không. Chúng ta có một cái Back to School Day 4 và Kahan. Kahan này nó dễ rồi, không phải nói. Chơi thôi. Đúng ngoan rằn rồi đấy. Neo còn chưa xong lên này. Neo còn chưa start lên 2 sao đây này. Thằng Andika còn chưa mở khóa cho con Neo. Và Kekr thì đã xong rồi. Lấy token thôi. Grand Sport là có cái con ngon đấy. Vậy đấy. Đủ rồi. 90 token. Không thể trâu. Nhưng mà có thể giảm hạn chế tiêu. Tạm biệt 48 GTB. Yên nghỉ rồi. Rồi bây giờ sang chế độ Kahan Elite Pin 718 và Fort Shelby. Đây nha. Tôi sắp còn 2 thẻ nữa là lên 4 sao rồi. Thế là rất dễ để đua Red Vani rồi. Bây giờ chỉ cần đợi 1 tuần nữa là
Bây giờ chỉ cần đợi thứ 6 ra Epic là cốt luôn. Nói chung là cốt luôn. Không phải nói. Hôm nay Razorbet đã live. Hôm qua Razorbet ở đây livestream lúc 1 giờ sáng. Hôm nay Razorbet đây. Đây là chính là một giờ sáng. Đó là chính người của Finland đấy. Tương đồng với 7 giờ tối của quản lý giờ cộng không. Rất là tuyệt vời cho những người xem. Không ăn thua. Tí sẽ nó sẽ ăn thua mà. Việc gì phải sợ. Bây giờ sang hiệu Shelby. Thomas Shelby. Đừng đặt Tommy Xiaomi. Nó không được hay lắm. Đọc là Thomas Shelby nha. Suýt thì 43. Thôi chơi thế thôi, chưa chơi nhiều quá hơi bị quê. Công việc chính mới là. Công việc chính của tôi không phải là cái này. Mà đó là cái Neo. Ở đây ai là fan của Neo không? Thôi, thực ra đây là. Xem Grand Prix tuần này xem nào. Có khó không? 4 bình thôi à? Đếm ngược nha. Thôi đếm ngược mệt lắm. Đấy mình chỉ nên cho livestream thôi. Ta sẽ thấy được những con xe ngon ngon. Cành nào bổ. Hãy chọn một xe. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn là con xe. Bentley đi. Bentley Continental GT Speed. Nhà tôi đã có tinh thần chơi lại MP rồi đấy. Biết đây là con Free. Biết là con này có thể có khi một phát cũng có khi mà nạp Legend Pass mùa này. Nhưng tôi không thích lấy nó đâu. Ai mà lấy nó từ trong Free là chúc mọi người rồi đấy. Và chúc mọi người quất được vui vẻ rồi. Thì game này nó làm sao mà làm như thế. Tận nhiều xe chúng ta dùng đấy. Thank you.
cân được hết được cả chỗ này luôn. Tiếp theo sẽ là Grand Prix nha. Chơi Bentley cho làm màu thôi. Chơi con xe mạnh nhất vẫn là cái con Pagani ấy đấy. Hết. Và mỗi cái MP là cái ngon nhất. Nhưng mà cái MP1 này tôi chịu. Tôi mệt mỏi rồi. Không chờ nữa. Toàn bị nát xe vì đối thủ thôi. Tôi không muốn phải cáu thêm một lần nữa đâu. Nên chúng ta cùng chơi một buổi, một trận yên bình nhá. Sao người ta cứ phải đúng cái dây đấy để cho người khác bất thỏa mãn đấy nhở? Chẳng phải game muốn ta bắt phải nâng cấp start gì đấy đúng không? Tôi sẽ chơi luôn. Bao giờ có đủ tiền, bao giờ có đủ token thì ăn đua cuộc đời. Ai lại kiểu đòi bút bắt đầu tiên mà có lấy đâu. Còn phải chơi 4 răn đấy. 3 răn chưa ăn thua đâu.
đúng không? Được may mắn khi được 45 giây. Đua khéo léo đấy. Răng bao tôi bỏ nhá. Sáu chắc chắn rồi, không ngon là đúng rồi. Chúc làm được một cái buổi, một cái quả ăn hay nhá. Bây giờ thì làm một tí vp trước khi đợi chờ vậy, nó thì chạy rất là lâu. Nhưng mà video có thời lượng mà. Sao chúng ta chờ làm gì? Thôi, cứ nằm với cái cuộc đua của con Bentley này đi. Đã có 3 con Bentley rồi đó. Nhớ đã có 3 con Bentley rồi đấy. Rồi lại đi cái đường bên trái rồi, bên phải rồi. Thì nó mất điểm ngon rồi. Mất điểm rồi. Trời ơi. Quá trình lao đăng của tôi ơi. Sao lại có thể ngu như vậy được? Đẹp vi, đẹp con này đấy. Vẫn được điểm. Vẫn tốt, vẫn ngon nha. Vẫn ngon. Làm đúng 3 trận nốt. Nốt 3 trận thôi. Rồi nghỉ luôn. Con này, con Bentley này nhận được. Hay. Như kinh điển. Dành cả một thời gian để đua MP luôn. Trong khi tôi phải dành cả bản thân để chơi đấy. Ừ. Hãy thử dùng hết tất cả xăng trong game này xem nào. Tất cả xe, không tính Neo và
em bên 110 nhá, em 110 phải phải đua GP này. Còn cái kia mọi người biết rồi. Không nói. Không phải làm gì. Top 1001. 1001. Lý do bị đánh. RPM kép 3 thì đang giữ vị trí top 1 EB110. Anh ta đã quay clip mở thưởng chưa? Để xem anh em có thực sự trụ được top 1 hay không. Tôi thì đang không tìm, tôi thì đang không biết đây này. Là những vệ tướng của chúng ta. Chúng ta luôn theo họ đến với hành trình đua xe như thế này. Tôi có nên lấy con EB110 không? Còn 6 phát nữa thôi. Relay tuy không được tỷ lệ nhưng mà nó sẽ ngon và một ngon trong ngẫu nhiên. Relay trước rồi tính sau. Ôi,
Chúng tôi nghỉ thôi, thời lượng có hạn mà. Điểm thì đang chưa lấy được đây này. Ok, còn đúng Pagani Huayra-R và Bugatti 110 Grand, EB110 Grand Prix thôi. Không biết là còn special event gì nữa không. Tôi cá sẽ có một cái Kahan special event thì gì đấy. Tay Ken Turbo S là hơi bị tốn kéo nhiều kinh phí. Nhưng mà cuối cùng ai cũng rồi. Nhưng mà nó cũng chơi cũng khá được. Thôi nhá, chúng ta nhận được thưởng rồi. Chúng ta nhận thưởng nhá. Chúng ta được 50 nghìn. Và ok, đúng cái lúc tôi đang định off thì nó lại đến đây. Và ok, đến đây là kết thúc rồi nha.